Đó là những lời tự giới thiệu bằng ngôn ngữ ký hiệu của cô giáo trẻ Ngô Tử Vi. Từ một người điếc bẩm sinh, giờ đây Tử Vi trở thành cô giáo của các bạn học sinh khiếm thính. Những môn học như toán, tiếng Việt, địa lý, lịch sử được cô Vi truyền tải tới học sinh bằng những bài học sinh động thông qua ngôn ngữ ký hiệu. Vượt qua mọi khó khăn bằng tình yêu nghề và sự đồng cảm với học trò của mình. Giờ đây, lớp học của cô giáo Vi lúc nào cũng tràn đầy không khí hăng say học tập. Không khí học tập vui nhộn và các em thi đua nhau xung phong phát biểu trả lời á, các bạn ấy tiến bộ về mặt kiến thức và tiến bộ về cái mặt tự tin giao tiếp. Thành phố Pleiku đang trong mùa hoa dã quỳ đẹp nhất trong năm. Những đóa hoa dã quỳ tượng trưng cho tình yêu, sức sống mạnh mẽ, bền bỉ như chính những con người lạc quan và giàu nghị lực nơi cao nguyên.